Thưa quý vị và các bạn, một vụ thảm sát tại nhà trẻ ở Thái Lan đã khiến cho 24 em nhỏ bị thiệt mạng, để lại nỗi đau không thể nào nguôi cho các gia đình. Giữa thảm kịch đau buồn ấy thì một câu chuyện nhỏ đã khiến cho nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi một bé gái 3 tuổi đã may mắn thoát chết nhờ trùm chăn kín đầu và ngủ say. Cô bé được xác định tên gọi thân mật là Emmy, là đứa trẻ duy nhất sống sót sau khi Panya Kamprap, một cựu cảnh sát, điên cuồng tấn công nhà trẻ tại thị trấn Uthai Sawan, tỉnh Nong Bua Lam Phu, đông bắc Thái Lan hôm 6 tháng 10. Emmy được tìm thấy còn sống và tỉnh táo sau khi các nhà chức trách điều tra đến hiện trường điều tra vụ thảm sát. Nghi phạm được cho là không chú ý tới nạn nhân nhỏ tuổi này vì cô bé trùm chăn kín mít và nằm yên không nhúc nhích. Trong khi đó, những bạn cùng lớp của Emmy đều bị sát hại dã man. Con bé không biết chuyện gì đang xảy ra khi thức dậy. Một sĩ quan cảnh sát đã trùm khăn lên mặt của Emmy và đưa bé ra khỏi hiện trường thảm khốc. Cha mẹ của Emmy không thể diễn tả nổi cảm xúc khi biết con gái vẫn còn sống. Người mẹ đã đề nghị được nói chuyện với con gái qua video ngay sau khi lực lượng chức năng tìm thấy cô bé. Từ đó mới tin rằng con gái vẫn còn sống. Gia đình của Emmy cho biết cô bé còn quá nhỏ để hiểu được nỗi kinh hoàng đang diễn ra xung quanh mình.